ngày vui sớm, nêu gương cho tất cả gia đình cần lao, tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo, cho người cha hết sức yêu mến tận tình, biết nêu gương sáng chôn gia đình, dù bao phong trần lòng được luôn sương vui, vững tay đưa thuyền qua sông đời, dù xe trong sông nhỏ khó nghèo thuở xưa, miền Nam xa rét thành ra người vui sống, nêu gương cho tất cả gia đình cần lao, tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo, cho người mẹ tin giữ hạnh phúc gia đình sống vui theo chí hướng trung thành, nhiệt tâm giáo dục đoàn kết dâng lời ca tụng muôn đời thánh gia, dù sẽ cha hiền một đời hy sinh, Maria mẹ hiền chẳng nề khó khăn, Giêsu con hiền một lòng xin vâng, dù sẽ đêm ngày một lòng lo toan, Maria chung lòng dạy con lớn khôn, Giêsu suốt đời làm người con ngoan. Mừng lễ thánh gia hôm nay, mừng kinh thánh gia, chúng con hứa rằng suốt đời một lòng thiết tha. Mừng lễ thánh gia hôm nay, mừng kinh thánh gia, biết sống quên mình cho người không hề phôi pha.
nay mừng Kinh Thánh ra, tấm gương tuyệt vời soi đời gia đình chúng ta. Mừng lễ Thánh ra hôm nay, mừng Kinh Thánh ra, chúng con dâng lời ca tụng muôn đời Thánh ra. Dù xe cha hiền một đời hy sinh, Maria mẹ hiền chẳng để khó khăn, Giêsu con hiền một lòng xin vâng, dù xe đêm ngày một lòng lo toan, Maria chung lòng dạy con lớn khôn, Giêsu suốt đời làm người con ngoan. Dù xe cha hiền một đời hy sinh, Maria mẹ hiền chẳng để khó khăn, Giêsu con hiền một lòng xin vâng. Dù xe đêm ngày một lòng lo toan, Maria chung lòng dạy con lớn khôn, Giêsu suốt đời là người con ngoan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
được đi xa nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Thánh Gia của Hội Nhà Sứ Lão Hà chúng con. Chúng con xây dựng hoa viên Thánh Gia để kỷ niệm và cũng là tạo ra một không gian đạo đức. Mọi người có thể đến đây để cầu nguyện, nhất là cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ cũng như ngoài giáo xứ. Chúng con xin thưa cha Thánh Hoàng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa các cha, kính thưa các tu sĩ, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Đức Giêsu Con Thiên Chúa ngôi lời nhập thể đã đến trần gian và khởi đầu từ một gia đình. Chúa Giêsu sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, có một gia đình, có người cha, người mẹ, có một quê hương. Điều ấy cho thấy gia đình là nền tảng quan trọng cho đời sống mỗi người. Gia đình cũng là một điều kiện cần thiết để con người có thể trưởng thành. Và gia đình cũng là trường học đầu tiên để dạy dỗ những con người lớn lên trong mọi lĩnh vực khác nhau. Vai trò của gia đình được ấn định trong chương trình của Thiên Chúa. Chính vì thế mà chúng ta tôn vinh Thánh Gia, tức là gia đình của Chúa Giêsu ở Nazareth, gia đình có Đức Mẹ, có Thánh Cả Giuse và có Hài Nhi Giêsu. Khi tôn vinh Thánh Gia, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta hiểu ý nghĩa vai trò của gia đình. Đồng thời chúng ta cũng cố gắng mỗi người, bởi lẽ chúng ta đều là những thành viên của một gia đình, để xây dựng gia đình của mình vững mạnh trong đức tin, đức cậy và đức mến. Có thể nói xã hội này có thể tồn tại, phát triển và đứng vững hay không là nhờ các gia đình. Một gia đình lung lay, tan vỡ và không hạnh phúc thì xã hội cũng bị lung lay nền tảng và cũng không có hạnh phúc. Giờ đây trong tâm tình ấy, chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện và xin Chúa thánh hóa tượng đài Thánh Cha và Cha Xứ cùng với quý ông bà và anh chị em, đặc biệt là Hội Thánh Gia đã cố gắng để trình bày, để nói lên lòng yêu mến của mình qua công trình tượng đài này. Xin Chúa đoái thương thánh hóa công trình tượng đài này để mỗi khi chúng ta đến đây cầu nguyện, chúng ta được muôn ơn lành nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ và Thánh Giuse. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, Chúa cho phép chúng con được tạc với ảnh tượng Chúa và các thánh, để mỗi lần con mắt thể xác chiêm ngưỡng những ảnh tượng đó thì chúng con cũng dùng con mắt ký ức để suy niệm các hành vi và đời sống thánh thiện của các ngài mà bắt chước. Chúng con nài xin Chúa làm phép và thánh hóa tượng này để tôn kính và tưởng niệm đến con một Chúa là Đức Giêsu Kitô, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Xin Chúa đoái thương để những ai siêng năng tôn sùng cung kính Đức Mẹ, Thánh Giuse và Chúa Giêsu trước tượng này, nhất là nhờ công nghiệp và sự che chở của Đức Giêsu Con Chúa, xin cho họ được dồi dào ơn thánh ở đời này và vinh hiển vĩnh cửu đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Oh,
con trông cậy đã thánh đức mẹ Chúa Trời, xin sơ chế sơ bao lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đức nữ đồng trinh hiền vinh sáng lắm. Lạy sai tìm ra thánh đức Chúa Giêsu, lạy sai tìm cửa thánh cửa tìm ra thánh đức bà Maria, lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sạch đức bà Maria trọn đời đồng sinh, lạy các thánh tử đạo Việt Nam, như danh Cha và Con và Thánh Thần. Không chỉ cầu nguyện cho các thành viên trong hội thánh làng của con
thảo này đây là nơi chúng ta thể hiện vai trò làm chủ gia đình đúng mẹ của chúng ta của mẹ đầu tiên mình đã có tay nữa. Xin cho ngày lễ hôm nay mang lại một thế giới chặt chẽ, thân tình trong gia đình của giáo phận, có những cha chủ gia đình và chúng ta trở thành một thành viên chính của bạn chúng ta của giáo hôm nay. Hòa chung trong niềm vui của giáo hội Công giáo đón mừng một mùa Giáng sinh an lành, thật là hồng ân Thiên Chúa đã ban cho giáo xứ Lam Hà chúng con nói chung và hội đến đây. Quý khách xa gần đã về nơi thánh đường của giáo xứ Lam Hà cùng với cha xứ chúng con hiệp tâm thánh lễ mừng tín thánh gia tất quan thầy cầu nguyện cách riêng cho các gia đình trong hội thánh gia chúng con để bày tỏ lòng biết ơn. Chúng con cũng có 30 tháng kính dâng lên để chúc mừng đức cha của quý cha. Thank you.
để mọi người bắt chước. Xin làm cho chúng con cũng biết bao gương để ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, sớm đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được cho vừa niềm an vui vĩnh cửu cho nhà Chúa trên trời. Chúng con cầu xin nhà Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, điều nhất với Chúa thánh thần đến muôn thuở muôn đời. Họ sẽ được lắng nghe. Ai thương linh cha
Hàng năm cha mẹ Đức Giêsu chạy hồi về Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên về như người ta thường làm trong ngày lễ. Sau kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày rồi mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau 3 ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy. Vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt và mẹ người nói với người: Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải thực lòng tìm con. Người thưa, sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổ phận ở nhà của cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Sau đó người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazareth và vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân điển trước mặt Thiên Chúa và người ta. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, mời khen Chúa. Thưa cộng hòa thân mến, cách đây một vài ngày tôi có đọc một bài viết trên mạng internet nói về đối diện tâm sự của một ông chồng. Ông chồng ấy than phiền rằng không biết đã có người nào rơi vào hoàn cảnh đau khổ như tôi không. Bởi vì tôi sống với một người vợ mà lại là người vợ giả. Bạn bè nói rằng chắc vợ anh là người sống giả dối lắm, có phải không? Bảo không, cô ấy sống không giả dối, nhưng mà cô ấy lại là một người giả. Thế rồi đang nghĩ về chuyện sau khi hai người làm bạn với nhau được 3-4 năm, cô ấy thấy những người bạn ở cơ quan đi sửa sang, nâng cái mũi cao như là mũi cái cây. Cô ấy thích quá về mang đi với chồng: em muốn là cái mũi chồng sửa. Anh chồng hỏi mất bao nhiêu tiền, cô bảo mất 30 triệu. Anh chồng bảo mũi em đã đẹp rồi, làm sao lại phải nâng lên. Cô ấy nghĩ một cái và nói: em có nâng mũi lên là có thể cho em thêm vai thêm đẹp thôi. Vì thế mà người chồng mùi tai để cho người vợ nâng cái mũ đi mất 30 triệu. Nhưng mà cô nàng không thấy thỏa mãn với cái vẻ đẹp mình mới có, cho nên cô lại thường xuyên đi sơn sửa móng tay rất là đẹp, xanh xanh và đỏ thay đổi liên tục. Và khi sơn sửa móng tay như thế, cô làm cái móng tay dài, rất là dài. Đến bữa ăn cơm xong, cô nói: anh chỉ có sửa bát. Anh chẳng có sắp em làm gì không sửa bát, móng tay đẹp lắm, sửa bát gãy đi. Thế rồi dần dần cô cứ như thế, cô đã bơm má giả, cô làm cái lông như giả, giống như những người cùng cơ quan. Rồi một hôm buổi chiều, con đi học chưa đón về, cô giáo gọi người chồng đến để đón con về. Về đi, vợ đang ngồi nhà hỏi sao em không đi đón con. Cô vợ nói: em mới làm một tóc mấy triệu, nếu ở cũng vào biển họ hết đầu. Cuối cùng phải thuê một người rút tiền để dọn nhà, bởi vì móng tay cô đẹp thế làm sao phải đi lo nhà. Và anh đi tâm sự, có những hôm tôi đi làm ở cơ quan về, mở cửa vào đến nhà thấy vợ cười tươi mà cứ tưởng là hàng xóm, bởi vì đồ giả hết rồi. Câu chuyện ấy nó nói lên một điều: con người ta, một trong những lý do dẫn tới hạnh phúc gia đình mất mát đó là lòng ích kỷ cá nhân của người. Ngày nay, người phụ nữ và nam giới
bình đẳng trong xã hội, trong mọi lĩnh vực văn hóa, kinh tế cũng như chính trị. Chúng ta đã thấy có những người phụ nữ ở châu Á làm tổng thống hay là thủ tướng. Đó là một điều đáng mừng để nói lên những người phụ nữ thành đạt trong xã hội và người nam người nữ bình đẳng, không còn phân biệt như trước kia. Tuy thế có nguy cơ người ta lãng quên cái thiên chức cao cả của mình, bởi lẽ Chúa tạo dựng người nam và người nữ khác biệt nhau ở chiều lãnh vực để vào một tốt cho nhau. Người nam thì do việc gia đình với cái cương vị của người đàn ông, và người phụ nữ thì lo lắng bộ phận của mình làm vợ làm mẹ và lo lắng công việc nội trợ. Trong gia đình chẳng có việc nào là thấp hèn, nhưng khi được làm vì tâm tình yêu mến thì những công việc ấy sẽ đem lại những ý nghĩa tốt đẹp và tràn ngập yêu thương. Vì thế không phải chỉ mắng bỏ việc nội trợ cho người phụ nữ, mà người nam, người nữ, người vợ, người chồng cùng chia sẻ trách nhiệm. Đó là một gia đình mẫu mực và gia đình lý tưởng. Kính thưa đồng đoàn, gia đình là một thể chế Thiên Chúa ấn định ngay từ ban đầu khi Chúa tạo dựng người nam và người nữ. Và Kinh Thánh nói với chúng ta điều gì Thiên Chúa liên kết con người không được phân ly. Các bài đọc Kinh Thánh mà hôm nay chúng ta nghe trong tháng lễ này, bài thứ nhất trích sách Vấn Ca, bài thứ hai trích từ Thần Sắc Thư của Thánh Phaolô gửi cộng đoàn Tín hữu Colosse, bài thứ ba kể lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu ở lại đền thờ để lo bổn phận của Chúa Cha. Tất cả những bài đọc ấy đều nhằm nói với chúng ta rằng một gia đình hạnh phúc thì cần phải có sự hòa đồng của mỗi thành viên trong gia đình. Người phụ nữ trong câu chuyện mà chúng ta vừa nhắc tới là phản ánh cho lối sống ích kỷ của khá nhiều người trong cuộc sống hôm nay, bởi lẽ họ chỉ lo cho cá nhân mình mà không lo cho những người khác. Họ chỉ biết lo cho những ích lợi, sở thích, đam mê riêng của mình mà không nghĩ đến bổn phận làm vợ, làm mẹ, không nghĩ đến bổn phận của một thành viên trong gia đình. Chính vì thế, mô hình xa xưa chúng ta vẫn thường nhắc tới đó là một mái nhà tranh hai trái tim vàng, xem ra bây giờ đã lỗi thời bởi vì người ta không còn chấp nhận cảnh sống nghèo khó hơn. Tuy vậy, trong xã hội hiện đại hôm nay, nếu chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy không hẳn là tiền bạc, kinh tế và giàu sang sẽ đem lại cho con người hạnh phúc. Chưa chắc là kinh tế, tiền bạc và sự giàu sang đã đem lại cho con người hạnh phúc, mà hạnh phúc đến từ những trái tim chân thành, biết sống yêu thương và biết sống vì người khác. Trong xung quanh chúng ta, trong xã hội có khá nhiều người giàu có, thành đạt, nhưng mà chưa chắc họ đã có hạnh phúc, bởi vì cái tiêu chuẩn mà gia đình đưa ra không phải là tình yêu mà là những lý do khác, có thể đó là danh vọng, có thể là tiền bạc, của cải hay là địa vị trong xã hội. Hôm nay chúng ta mừng lễ Kinh Thánh Gia cũng là ngày giáo hội kêu gọi chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình, cầu nguyện cho các gia đình để sống giống như mô hình gia đình ở Nazareth. Kinh Thánh giới thiệu với chúng ta gia đình ấy có người cha là Thánh Giuse miệt mài làm việc trong âm thầm hy sinh và trong cầu nguyện. Kinh Thánh giới thiệu với chúng ta gia đình ấy có người mẹ là Đức Trinh Nữ Maria, một người phụ nữ thánh thiện, một người phụ nữ luôn luôn ý thức mình sống dưới cái nhìn yêu thương của Chúa và sống trong tinh thần tuân phục, yêu mến thánh ý Chúa như lời xin vâng Đức Mẹ đã thưa mẹ nào với sứ thần Gabriel. Và đặc biệt trong gia đình ấy có Chúa Giêsu ngôi lời nhập thể, Thiên Chúa ở với con người. Đức Giêsu đến trần gian là hoàng tử của sự bình an. Đức Giêsu là mẫu mực cho những người con hiếu thảo với cha mẹ mình, cha mẹ sinh ra cảnh sát cũng như cha mẹ
là Thiên Chúa đứng đối cao. Chính vì thế Giêsu ở trong đền thờ để thi hành bổn phận của mình đối với Chúa, nhưng mà gia đình Nazareth, Chúa Giêsu cũng chưa toàn trách nhiệm của một người con trong gia đình đối với người cha là Thánh Giuse và đối với người mẹ là Thánh Trinh Nữ Maria. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong một xã hội Việt Nam hôm nay đang mỗi ngày một tiến triển, đời sống gia đình là có nguy cơ bị lung lay, giảm nứt và tan vỡ. Tỷ lệ những cặp hôn nhân ly dị càng ngày càng tăng trong xã hội Việt Nam, nhất là ở những thành phố. Điều đó cho thấy người ta không còn đặt cái tiêu chí cho gia đình là tình yêu, hạnh phúc và con cái, nhưng mà họ tìm những cái tiêu chí khác. Chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện này cho các gia đình Công Giáo nói chung, nói riêng và tất cả các gia đình trong xã hội Việt Nam nói chung. Xin cho họ biết ý thức gia đình là nền tảng đầu tiên của nhân loại. Gia đình là nền tảng để là nơi dạy dỗ con người từ cái bước chân chính vào đời. Và chúng ta cũng cầu nguyện đặc biệt cho anh chị em gia đình Thánh Ca của Giáo xứ Lão Hà, cũng như những người đang hiện diện nơi đây. Xin Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse chúc lành để gia đình chúng ta có thể còn nghèo nàn về tiền bạc nhưng lại phong phú về tình yêu, có thể cảm thấy gian nan lận đận nhưng mà lại cảm thấy an bình bởi vì mình sống với lương tâm ngay thẳng, có thể còn những lo toan của cuộc sống vật chất nhưng mà cảm thấy niềm vui tràn đầy bởi vì có Chúa hiện diện. Đó chính là một gia đình mẫu mực, một gia đình lý tưởng mà mỗi người chúng ta đang thành tâm tìm kiếm và cầu xin. Amen. Bye.
Đức Lâm Hà biết cùng nhau xây dựng một cộng đoàn đức tin để tích cực tham gia việc tông đồ giáo dân. Chúng con cầu đồ Thank you.
Chúa,
từ chất của chúng con, nhân xin nhìn đến đức tin của Thánh Chúa, xin đoán chúng ta cho hội thánh được bình an và nhận theo thánh ý Chúa. Chúa hàm sống và hiển trị muôn đời. Thank you.
cùng Chúa Giêsu, Đức Mẹ và tất cả dân xe hưởng vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng ta hỏi Chúa là
vì thương Chúa đã cứu ta, tội nguyên tổ với ta đầy đình, hứa ban con một của mình xuống nơi trần thế đi cứu đời. Hồng ân Thiên Chúa cao vời, ngàn đời con hát lời ca danh Người. Giêsu con một Chúa trời, cũng vì kính thế làm người giáng sinh, đầu thai bởi các thánh linh, trong lòng những người đồng duy ngọt ngào, bè em nơi Chúa sinh ra. Giêsu tên ấy nghĩa là kính tin. Con xin lễ ạ. Thời gian chưa phải là dài, nhưng cũng đủ để
Chúng anh chị em đi bình an. Ta ơn
Con